Xin chào mọi người, lại là mình đây. Thời tiết càng ngày càng nóng rồi. Vì thế hôm nay mình quyết định sẽ kể về một bộ phim kinh dị ly kỳ cho mọi người thưởng thức. Bộ phim này chính là Thủy Quái. Trên mặt hồ nước vừa bình lặng vừa kỳ lạ, Tiểu Cường đang đi đánh cá với bố. Đang bắt cá thì cậu bé nghe thấy có người gọi tên của mình. Tiểu Cường, Tiểu Cường. Tiểu Cường vô cùng sợ hãi. Cậu lần theo tiếng gọi thì nhìn thấy bóng dáng của một con quái vật đang ở giữa hồ. Tiểu Cường như người mất hồn. Người bố gọi Tiểu Cường đến giúp ông. Tiểu Cường sợ hãi nói: "Bố, trong hồ có quái vật con sợ lắm, hay là chúng ta về nhà đi?" Bố của Tiểu Cường vừa nghe xong đã tức giận rồi. "Sợ cái gì mà sợ, chúng ta người thật không sợ bóng. Không làm điều xấu thì không sợ ma gõ cửa. Chúng ta đang làm việc chính đáng mà. Làm sao có thể?" Bố của Tiểu Cường còn chưa kịp nói xong, đã bị một thứ gì đó không nhìn rõ hất tung lên giữa hồ. Bố của Tiểu Cường đã ra đi như vậy chưa đầy một phút đã làm mồi cho thủy quái. Chớp mắt 10 năm đã trôi qua, câu chuyện liên quan đến thủy quái dần dần bị mọi người lãng quên. Làng quê cũng trở nên hưng thịnh hơn. Người dân an cư lạc nghiệp, sống một cuộc sống hòa bình đầy mãn nguyện. Tiểu Cường cũng lớn rồi, trở thành một chàng trai nhàn rỗi và nhút nhát. Trong thôn có một cô gái tên là A Chân, vừa xinh đẹp vừa lương thiện, đích thực là một bông hoa trong thôn. Không biết có bao nhiêu thanh niên đã mê mẩn cô rồi. Thế nhưng cho dù có rất nhiều người đến bày tỏ ý tốt với cô, nhưng cô đều không rung động. Tất nhiên A Cường cũng thích A Chân rồi. Thế nhưng vì bố của A Chân là một ông thịt lợn lực lưỡng, vì thế từ trước đến giờ A Cường đều không dám tiếp cận trực tiếp A Chân. Hôm đó, A Cường làm cho A Chân một con thuyền nhỏ. Hai người mới nói chuyện được vài câu đã bị bố của A Chân bắt gặp, dọa cho A Cường sợ hãi bỏ chạy. Lúc này A Cường đã gặp bà Vương. Bà Vương nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi đừng có mơ tưởng đến A Chân nữa." "Đúng rồi, cô gái mà hôm trước tôi giới thiệu cho cậu thế nào rồi?" A Cường nói. "Bà Kim Liên ấy hà, cũng ổn đó, thế nhưng mà tính cách không hợp." "Gì mà tính cách không hợp, cậu không ưng chị bà con của tôi chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là người đứng đầu bảng ở thôn chúng ta. Đến ông trưởng thôn của cậu, ông Vương cũng đã thích thầm cô ấy mấy chục năm rồi. Cậu đừng có mà có phúc mà không biết hưởng thế chứ." A Cường cười lớn. "Ui, bà thí mà, bà còn tốt hơn cả cô ta nữa đấy." Bà Vương nghe thấy liền thấy không vui. "Cậu đừng hòng đòi tôi chú ý tới, tôi vẫn là gái tơ đấy." Vừa nói xong bà liền bỏ đi. Khi A Cường đang trêu đùa với bà cô trung niên trong làng rất vui vẻ, thì Trưng Trưng liền hốt hoảng chạy tới, gào to: "Không xong rồi, không xong rồi, bên cạnh hồ có người chết." Vì thế, A Cường và người dân trong thôn cùng nhau đến bờ hồ. Người đó chết rất thảm hại, người thì vẫn nguyên vẹn, nhưng đầu thì không thấy đâu nữa rồi. Người trong thôn thì nhau nói hãy báo quan đi, nhất định phải điều tra ra xem hung thủ là ai. Lúc này, ông ba, người có tuổi cao nhất trong thôn kiểm tra thi thể. Ông sợ đến nỗi lùi mấy bước rồi nói: "Báo quan cũng không có tác dụng nữa. Là nó, chính là nó lại tới rồi." Người dân đều vội vàng hỏi rốt cuộc đó là ai, là cô của ông à? Ông ba căng thẳng nói: Các người đều quên chuyện 10 năm trước rồi sao? Là con thủy quái đã quay lại rồi." A Cường nghe xong liền đứng sững sờ. Lẽ nào là con quái vật giết bố mình năm đó sao? Trưởng thôn liền hỏi: "Chú ba, vậy thì phải làm thế nào đây?" "Cống nạp, bắt buộc phải cống nạp. Lần trước chúng ta đã phải cống nạp một cô gái tơ, mới có thể bảo vệ bình yên của chúng ta suốt 10 năm qua." Bố của A Chân, Lưu Nhất Đào nghe thấy liền tức giận: "Cống nạp cái gì, lại muốn lấy con gái tôi làm mồi nhử à?" Ông ba cũng căng thẳng: "Trong thôn có mình A Chân nhà ngươi là gái tơ chắc, vậy thì ngươi vứt bà Vương đi đâu?" Lưu Nhất Đào cũng to tiếng lại: "Không được, cống ai tôi cũng không đồng ý. Bà Vương thì không phải là mạng người chắc, tôi không đồng ý." A Cường thấy sự việc có gì đó không đúng. Ông ba này muốn đem người mình yêu A Chân đi cống nạp sao? Vì thế cậu liền chạy vào trong thôn tìm A Chân. "A Chân à, mau chạy trốn đi, trong thôn không còn an toàn nữa rồi, hay là đi trốn với tôi đi." A Chân nghe thấy liền đứng lại, sau đó ngại ngùng nói: "Cậu nói cái gì vậy?" Khi hai người đang kéo ra kéo vào, thì bố của A Chân quay về. A Cường sợ quá lại chạy mất hút rồi. Lưu Nhất Đao nói: "A Chân à, em trai của con Lục Sinh lại đi đâu rồi, mau tìm nó về đây." Thế nhưng tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy. Vì thế A Chân và bố của cô đã phát động cho cả làng đi tìm. Bọn họ đi tìm rất lâu, cuối cùng thì tìm thấy thi thể của Lục Sinh ở trong hồ. Lưu Nhất Đao mất đi đứa con trai của mình đã đứng trong hồ nước gào khóc đến nỗi mất cả giọng. A Chân nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngất lịm đi. Trong thôn liên tiếp có người thứ hai rồi người thứ ba chết ở trong hồ. Mọi người đã tin lời của ông ba nói. Vì thế ngày hôm sau, mọi người đã đem đầu lợn và đồ cống nạp đến hồ cúng bái. Và có hai người trang điểm giống hệt như Đường Tam Tạng đứng ở đó nhảy múa, miệng thì lẩm bẩm niệm chú không ngừng. Lúc này, Lưu Nhất Đao chạy đến, rồi dùng chân đá bức tượng thần của thủy thần. "Các ngươi cầu nguyện cái gì? Sùng bái một con thủy quái như thần vậy, não có vấn đề à?" Ông ba thấy liền liên tục quỳ bái: "Ngài thủy quái hạ giận, ngài thủy quái hạ giận." Sau đó cho người đuổi Lưu Nhất Đao đi. Lưu Nhất Đao thấy đám người này không thể khuyên ngăn được nữa rồi, vì thế đã ra giữa hồ một mình, rồi dùng mìn tự chế điên cuồng ném xuống hồ. Thế nhưng ném rất lâu mà vẫn không thấy bóng dáng của con thủy quái đâu. Ông ba và trưởng thôn cũng không còn cách nào khác xử lý Lưu Nhất Đao, đành sai người trói ông chú này lại. Thủy quái là bị làm phiền, nó bị Lưu Nhất Đao làm ồn không ngủ được. Vì thế giữa đêm nó đã tìm đến Lưu Nhất Đao và vặn đầu anh xuống. 3 ngày chết 3 người, người dân trong thôn cảm thấy sợ hãi. Ông ba ngu ngốc và cả trưởng thôn đều cho rằng không nên thông báo ra ngoài, phải nhanh chóng cống nạp một cô gái tơ cho ngày thủy quái. Thế nhưng lấy ai đi cống nạp mới là vấn đề.
Lúc này ông ba liền nói, oan có nguồn, nợ có chủ, ai gây ra tội thì nhà đó trả. Vì thế ông đề nghị lấy A Trân đi cống nạp cho thủy quái. A Cường nghe thấy liền biết ngay ông già này có ý đồ xấu, anh kiên quyết không đồng ý. Lúc này, A Trân hiếu thảo mặc áo lanh đi đến. Bố và em trai đều đã bị thủy quái giết hại, bây giờ chỉ còn một mình cô, cuộc sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. A Trân đã quá đau khổ rồi, vì thế cô chủ động lấy mình ra làm vật cống nạp. A Cường liền vội vàng khuyên ngăn, A Trân, em điên rồi hả? Em không cần cái mạng sống này nữa à? Khuôn mặt A Trân xám xịt, cô nói với A Cường, tôi phải đi xem rốt cuộc tên thủy quái kia là thứ gì. Ông ba nghe xong rất vui mừng, đó, các người nghe thấy chưa, là A Trân tự nguyện đấy, tôi không hề ép cô ấy nhé, đừng có mà trách tôi. Người đâu, nhốt A Trân lại. 3 ngày sau chính thức cống nạp. Nói xong A Trân liền bị bọn họ nhốt lại. Tôi đó, A Cường lén lút chạy đến cứu cô, muốn đưa cô cùng nhau đi trốn, cao chạy xa bay. Thế nhưng A Trân không muốn đi cùng anh. Mối hận về cái chết của cha và em trai của cô vẫn chưa chấm dứt, làm sao mà có thể vui vẻ sống tiếp được. Thấy A Trân đã quyết tâm như vậy rồi, A Cường đành bỏ cuộc. Cậu quay về nhà, nhớ lại lời dạy của bố, nhớ lại cái chết của người thân, nhớ lại những lời mắng chửi trước khi chết của chú Lưu Nhất Đao. Cuối cùng anh cũng hiểu ra tại sao A Trân không chịu bỏ trốn mà một lòng muốn chết như vậy. Vậy thì cách tốt nhất để cứu cô ấy chính là giết chết con thủy quái, cũng là để báo thù cho bố của mình. Vì thế ngày hôm sau, anh bắt đầu chăm chỉ tập luyện võ thuật, chế tạo vũ khí, rồi đi tìm người anh họ của mình để nhờ giúp đỡ. Ngày cống nạp cuối cùng cũng đã đến. A Trân bị trang điểm giống như một cô nương đi gà chồng vậy, ngồi trên thuyền tiến vào trong hồ. Trong lúc này, A Cường dẫn người theo ngồi trên con thuyền lớn đến cứu A Trân. Ông ba đứng trên bờ thấy vậy tức đến nỗi nhảy cẫng lên, gào to lên ngăn cản A Cường tiến ra hồ. A Cường đứng ở đầu tàu dõng dạc nói, tất cả các người đều ngu ngốc, lấy mạng người để đổi lấy bình an, lẽ nào như vậy các người có thể thật sự bình yên sao? Tôi không muốn làm một con rùa nữa, giết người phải trả bằng máu, hôm nay tôi muốn con thủy quái này phải chết. Nói xong liền cứu A Trân lên thuyền và chuẩn bị khiêu chiến với con thủy quái. Thế nhưng bọn họ đợi rất lâu vẫn không thấy bóng dáng con thủy quái đâu. Lúc này những người trên thuyền nổi cơn lôi đình không thể nhịn được nữa rồi, họ không ngần ngại nhảy xuống hồ để thu hút con thủy quái xuất hiện. Con thủy quái vừa nhìn thấy, má nó, coi thường tao quá rồi đấy. Vì thế nó đã lấy đầu của người đàn ông đó một cách dứt khoát. Tất cả mọi người đều hốt hoảng, con thủy quái thấy hiệu quả quá rõ ràng, liền cho rằng đây là lúc sử dụng kỹ thuật thật sự rồi. Nó từ dưới nước nhảy lên không trung, sau đó với tốc độ cực nhanh đã biểu diễn cho mọi người một màn võ thuật đi trên mặt nước. Ngay khi mọi người đang chết lặng, con thủy quái đã dùng một động tác để thay đổi hình dạng của mình và lôi người trên thuyền xuống dưới nước. A Cường không hề tỏ ra sợ hãi, lao lên và ném chiếc đinh ba vào nó. Con thủy quái vẫn né được, rồi định ăn đầu của người đàn ông kia ngay trước mặt mọi người. A Cường tức giận, anh cầm chiếc đinh ba phi liên tục vào phía con thủy quái. Con thủy quái nhảy lên nhảy xuống trên mặt nước. A Cường và con thủy quái đều thấy cứ như vậy thì sẽ rất mệt, vì thế đã đánh một trận lên đến tận trên thuyền. Những người khác nhìn thấy liền lập tức nhập hội, rồi cùng nhau ném đinh ba vào con thủy quái. Con thủy quái vừa tránh đinh ba vừa giết những người trên thuyền. Trận đấu cứ diễn ra như vậy rất lâu, hai bên đều cảm thấy cứ tiếp tục đánh như vậy không mấy khả thi. Con thủy quái đã bỏ đi trước rồi, trời cũng đã tối, mấy người họ đến nhà của A Cường. Trải qua một trận đấu bằng cả sinh mệnh ban chiều, mọi người đều cảm thấy cứ như vậy sẽ không đánh nổi con thủy quái. Vì thế A Cường đã có quyết định thông minh hơn. Bọn họ đã thiết kế ra nhiều cơ quan, tất cả các loại vũ khí hiện đại hay thô sơ đều được sử dụng. Không lâu sau, con thủy quái đã thật sự lần theo âm thanh đi đến. Hai bên lại trải qua một trận đấu. Cuối cùng con thủy quái bị mắc bẫy, bị nhốt vào trong lồng sắt. Con thủy quái đã giết hại người thân của A Trân và A Cường, rồi còn giết hại cả những người trong thôn làng của họ nữa. Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng bắt được tên hung thủ này rồi. Thế nhưng bọn họ đã không giết con thủy quái ngay lập tức để báo thù cho người thân, mà đã làm một việc khiến tôi cũng phải bái phục. Bọn họ đem con thủy quái vào trong thôn, họ quay cách mà họ bắt được con thủy quái này cho cả dân làng biết. Có lẽ cái cảm giác này cũng giống như khi bạn mua một chiếc xe rồi lái xe về làng ấy nhỉ. Người dân cuối cùng cũng tin con vật này không phải thần linh. Bọn họ tung hô A Cường là anh hùng của thôn làng và yêu cầu hãy thiêu chết con quỷ này. Thế nhưng ông ba vẫn không chấp nhận, ông cho rằng như vậy sẽ khiến thủy thần nổi giận, rồi quỳ xuống cầu xin thủy thần tha thứ. Trưởng thôn không còn cách nào khác, đành phải giải tán người dân đi trước, rồi nói cần phải tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng thành công của A Cường. Bắt được thủy quái rồi, người dân trong làng đều rất vui. Bọn họ ăn uống linh đình, vui không để đâu cho hết. A Trân và A Cường cũng vậy, 7 ngày đầu tiên của bố vẫn còn chưa qua. Bọn họ liền quyết định ngày mai sẽ đến trước mộ của bố A Trân để cầu hôn, rồi còn dự định sau này kết hôn sẽ sinh mấy đứa con, đặt tên chúng là gì, sống một cuộc sống ra sao. Một đêm trăng tròn, đúng là thời điểm để động phòng. Vì thế hai người đã đến ngôi nhà tranh và thể hiện tình yêu cho nhau. Thế nhưng không lâu sau, con thủy quái trong lồng bất ngờ bùng nổ sức chiến đấu, phá vỡ lồng sắt rồi trốn ra ngoài rồi. Việc đầu tiên nó làm là giết ông ba gầy guộc, sau đó lại đến tiệc rượu giết tất cả mọi người ở đó. Sáng ngày hôm sau, trong thôn là một màu tang thương, trong một đêm có đến hơn chục người chết. Tất cả người dân đều chỉ tay về hướng A Cường, họ đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu anh, đều tại anh nên mới dẫn đến sự việc đau thương này. A Trân và A Cường cũng suy sụp, bọn họ không thể phản bác được. Lúc này,
ông trưởng thôn mới tỉnh ngộ. Cuối cùng ông cũng tỉnh ngộ rồi, tức giận rồi. Ông kêu gọi tất cả người dân trong làng đứng lên phản kháng, quyết chiến một trận sinh tử với thủy quái. Vì thế ngày hôm sau, A Cường cắt tóc thật ngầu, lãnh đạo người dân lên đường. Bọn họ hừng hực khí thế, đoàn kết như một. Tất cả người dân trong này, không phải, người dân à, các người như vậy là có ý gì? Không phải là đã nói sẽ cùng nhau đi giết thủy quái sao? Tất cả các người đều lên bờ đứng như vậy là có ý gì? Lên thuyền đi. A Cường có lẽ cũng cảm thấy đây không phải là chuyện kỳ lạ và cũng không phải lần đầu tiên họ lừa dối mình nữa. Thế nên anh cũng không thèm nói gì nữa. A Cường một mình nhảy xuống hồ, còn con thủy quái thì ngoan ngoãn ở đó đợi anh. Hai người, A không một người một quỳ đối mặt với nhau dưới nước, bốn mắt nhìn nhau, không ai hành động cả. Hình như con thủy quái nghĩ nếu cứ nhìn nhau tiếp như này sợ sẽ nảy sinh tình cảm mất, nên nó đã đá A Cường một cú bay lên khỏi mặt nước. Sau đó hai bên đánh nhau trên thuyền, đánh nhau rất lâu, cả hai đều bị thương nặng, tất cả mọi người đều ngã xuống rồi. A Cường và thủy quái cũng bị trọng thương. Lúc này nhân vật chính A Cường ép thủy quái xuống dưới sàn, rồi cầm con dao nhỏ đâm liên tục vào người nó. Con thủy quái cũng ra sức phản kháng, cuối cùng cả hai rơi xuống nước. Kết thúc câu chuyện, A Cường vẫn hạ gục được con thủy quái, rồi được A Chân dẫn lên bờ. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Đối với một bộ phim trực tuyến thì như vậy là quá xuất sắc rồi. Thế nhưng về tình tiết câu chuyện thì vẫn còn phải xem xét. Ngoài ra, có thể đưa ra vài lời nhận xét cho đạo diễn không? Lần sau có thể may quần áo cho thủy quái vừa vặn chút được không? Chứ như vậy hơi bị rộng rồi. Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây thôi. Nếu thích thì nhớ follow mình đấy. Ngày mai không gặp không về nha. Yêu các bạn nhiều.